chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với Let's Style nào cùng phong cách. Có ai giống như Mai Phương không ạ? Mọi người hay gặp những cái câu hỏi như là hôm nay mặc gì nhỉ? Dù là tủ đồ của chúng ta có muôn vàn những đồ để chọn, vậy làm sao để có thể làm mới những bộ trang phục ở trong tủ đồ có sẵn của mình? Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói chuyện với hai vị khách mời và tìm ra giải pháp nhé. Xin giới thiệu MC Bảo Linh ạ. Chào Mai Phương, chào anh Hiếu Anh và chào khán giả của Nào Cùng Phong Cách. Vâng ạ, và giám đốc sáng tạo Tôn Hiếu Anh. Vâng, rất là vui khi được ngồi cùng với cả hai cô MC xinh đẹp đây và xin chào khán giả đang theo dõi chương trình Let's Style Nào Cùng Phong Cách. Em sẽ phải hỏi một khái niệm mà em nghe rất nhiều lần trong thời gian gần đây, đó là tủ đồ con nhộng. Anh chị có thể giải đáp về cái khái niệm này cho tất cả quý vị khán giả được không? Tủ đồ con nhộng thì mình cũng nghe rất là nhiều và không biết là có phải hồi xưa khi mà mình không có quá nhiều tiền để mua đồ thì mình có sử dụng cái tủ đồ con nhộng hay là không? Bởi vì là hồi đó thì mình chỉ có một số tiền nhất định để mua chiếc áo này rồi chiếc quần kia và cái số lượng ở trong tủ đồ của mình thì cũng không có nhiều. Và khi mà hiện tại thì mọi người lại quay trở lại cái trào lưu tủ đồ con nhộng thì mình cũng có tìm hiểu và cũng phát hiện ra là hóa ra là tủ đồ con nhộng thì mọi người thường gom vào tất cả những cái phụ kiện này, quần áo, giày dép, tổng cộng tất cả các món, trừ những cái món mà váy dạo hội hay là đồ thể thao hay là đồ đi ngủ thì tổng cộng là khoảng từ 25 cho đến 35 món. Không biết là anh nói thế có đúng không ạ? Tôi có thể hiểu được là nó là một cái khái niệm về trong cái phong cách sống tối giản đúng không ạ? Nghĩa là mọi thứ dùng trong phạm vi cần thiết. Nhưng mà nếu mà nói trong ba người chúng ta ngồi đây, ai là người theo phong cách đấy thì chắc chắn là cả ba người chúng ta đều trả lời là không, đúng không? Bởi vì đây là một MC dẫn chương trình, ngày nào cũng phải thay quần thay áo đến vài chục bộ cho một cuộc ghi hình mất. Có thể thấy là rõ ràng là với chúng ta thì hơi khó để có thể xây dựng được một tủ đồ con nhộng. Nhưng mà với rất là nhiều quý vị khán giả, họ chưa có thể mua đồ được này, họ cũng kinh tế, họ cũng có giới hạn, họ không thể nào mà mua được quá nhiều trang phục và thay đổi thường xuyên được. Thì em nghĩ rằng là cái khái niệm tủ đồ con nhộng cực kỳ phù hợp luôn. Và với kể cả chúng ta luôn, chúng ta hãy coi tủ đồ con nhộng là cái gì đấy, nó có thể là rộng hơn một chút, là chúng ta sẽ phối đồ cũ nó thành phong cách mới, được không ạ? Đúng rồi, bởi vì nếu mà tại tôi nói là tôi nhiều quần áo vậy thôi, nhưng mà không phải là quần áo tôi mua một năm liên tục mà tôi giữ lại rất là khá nhiều năm. Cũng là có nhiều cái bỏ đi, nhưng cũng phải nói rằng là tôi cũng tận dụng tối đa với những cái đồ mình đang có. Bởi vì làm sao? Bởi vì quần áo thời trang mà, lòng tham của bạn không bao giờ chấm dứt. Thực ra là tủ đồ con nhộng khi mà chúng ta nói đến là chỉ có khoảng 25 cho đến 35 món đồ ấy, thì mọi người sẽ nghĩ và hình dung ngay là ồ, như thế thì cái style nó sẽ rất là nhàm chán, sẽ rất là kiểu ít phong cách ấy. Nhưng mà thực tế không phải như thế. Khi mà bạn sở hữu một cái tủ đồ con nhộng ấy thì bạn sẽ phải tìm cách làm như thế nào để khi mà mix match những cái món đồ đó với nhau để cho ra nhiều style khác nhau. Như thế thì cái phong cách thời trang của bạn và cái kiến thức thời trang của bạn lại càng ngày càng được cải thiện hơn. Vâng ạ. Nói gì thì nói nhé, tủ đồ con nhộng không phải là mua những thứ rẻ rúng để cho vào đấy đâu. Khéo rất là nhiều người sành điệu, họ mua những thứ cực kỳ đắt tiền nhưng mà họ mua với số lượng ít và họ sẽ sử dụng nó một cách tối ưu hóa nhất, đúng không ạ? Chúng ta hay bị lầm tưởng trong cái phong cách sống tối giản với việc tiết kiệm quá nhiều tiền, đúng không? Nghĩa là sống tối giản không phải là ví dụ thay bằng bạn mua một cái áo 500.000, bạn mua 100 cái áo 500.000 đi, nhưng mà bạn mua một cái áo 50 triệu, một cái duy nhất và 100 cái, đúng không ạ? Nó khác nhau ở cái chỗ là sống tối giản là mọi người sẽ tập trung vào chất lượng, không bị hoang phí vào số lượng. Kể cả xu hướng mặc ăn mặc tối giản cũng vậy thôi, mọi người cứ cho rằng là ăn mặc tối giản là mặc một cái quần áo trơn thế hả? Và không phải ấy. Ăn mặc tối giản ở đây là kiệm màu, thiên về chất liệu, rồi bớt tất cả những chi tiết rườm rà trên bộ trang phục bằng qua thiết kế thôi nhá. Đấy, nghĩa là trong khái niệm nó có khái niệm trong đấy nữa. Vâng ạ. Và rõ ràng là cái khái niệm tủ đồ con nhộng thì thời điểm hiện tại năm 2021 này nó lại càng trở nên thịnh hành. Mọi người có thấy như thế không ạ? Bây giờ không biết là hai anh chị ở nhà đã phải mix match lại những bộ trang phục có sẵn từ trước của mình để mình làm mới nó hay chưa? Đối với những người yêu thích thời trang giống như các bạn fashionista thì các bạn ấy hay mix match rất là nhiều những cái món đồ và lên những cái video nhỏ để gửi đến cho mọi người và cũng tạo ra một cái xu hướng là mix match cái tủ đồ của mình dành cho những người yêu thích thời trang. Thì thực tế là mình cũng là một người yêu thích thời trang và khi mà có thời gian rảnh ở nhà ấy, thì mình cũng soạn cái tủ đồ của mình để lược bỏ bớt những cái thứ mà mình không cần thiết và những cái thứ mà mình thường mặc ra. Và trong những cái thời gian mà mình lược bỏ đó thì mình cũng đứng ở trước gương và thử mix cái nọ với cái kia thì và mình cũng nhận ra là khi mà mình dành thời gian để có thể
thể nhìn lại tủ đồ của mình thì mình sẽ có thể mix các bộ trang phục của mình ấy, với một cái phong cách rất là đa dạng, không như là những cái lúc mà mình quá bận rộn, mình chỉ có vơ cái nọ rồi là mình mix với cái kia thôi mà thôi. Mà thực tế là khi mà chúng ta bỏ cái thời gian ra ấy, thì cũng mix được với rất là nhiều những cái style khác nhau. Để rất là nhiều người trả tiền cho việc gọi là wardrobe stylist là đến nhà mix lại quần áo và đưa ra các gợi ý với những trang phục cũ của họ, đúng không ạ? Và chính vì thời gian này mọi người mềm mò nhiều quá và bản thân ai cũng sắp sửa trở thành một stylist tại gia rồi. Dạ. Việc mix và match quần áo, cái tủ quần áo của mình là một câu chuyện cực kỳ thú vị. Lúc đấy bạn mới ngỡ được ra là ô, tôi đang có những thứ này hay sao? Với bạn tôi, họ mua nhiều đến mức thậm chí đồ trong treo trong tủ còn chưa cắt mát. Và cái thời gian này họ đã hiểu là họ còn đang có những thứ gì. Và chúng tôi hay nói đùa với nhau, ok, lên một bản tính tổng đi xem năm vừa rồi đốt vào đấy bao nhiêu tiền rồi. À, và mọi người bắt đầu cũng thấy thú vị hơn là việc là cùng với cả con cái để mix những món đồ họ đang có sẵn. Và tôi hay hỏi là bài học các bạn nhận ra là gì? Thì rất là nhiều người phụ nữ có một bài học lớn đấy là không nên mua quá nhiều váy liền. Bởi vì váy liền bạn chỉ mặc cùng lắm được hai phong cách, đúng không ạ? Và nếu bạn mua áo và quần và tất cả những món rời ra thì bạn lúc mà phối hợp lại thì bạn có vô hình vạn trạng các phong cách khác nhau. Dạ vâng ạ. Tiện thì anh đang nhắc đến những cái item mà mình sẽ để trong tủ đồ con nhộng, thì em muốn hỏi kỹ hơn rằng là chúng ta sẽ lựa chọn những cụ thể những item như thế nào, áo thì như thế nào, chân váy hay quần thì như thế nào, để chúng ta có thể mix và match được rất rất nhiều phong cách. Đó, thì chúng ta mới tận dụng tối đa được cái tủ đồ mà chúng ta đã xây dựng lên như vậy. Nếu mà bạn là lĩnh vực hoạt động là đi làm công sở thì nó sẽ khác với một người làm gọi là trong vai trò nghệ sĩ. Ok, lấy một cái mẫu số chung là một người công sở đi thì chắc chắn là có một thứ với phụ nữ thì mọi người luôn có trong tủ đồ, đấy là một chiếc váy đầm màu đen. Đúng không? Một cái đầm đen thì nó có tác dụng là bạn có thể mặc bất cứ lúc nào. Và lời khuyên của tôi thì hãy chọn nhiều đồ trơn và trơn màu ấy. Và bởi vì sao? Bởi vì đồ trơn màu bạn rất là dễ phối hợp với các cái thứ item khác. Đấy, có một cách phối đồ rất là thông minh là ở dưới có một cái chi tiết gì lạ, ở trên thì với đồ trơn thì cực kỳ dễ làm. Hoặc là tôi sẽ khuyên mọi người là sẽ mua số lượng áo nhiều hơn là số lượng ở chân váy hoặc là quần. Bởi vì khoảng bạn cứ nghĩ mà xem, chỉ cần với một cái áo thì bạn có thể phối được rất là nhiều các thứ item ở dưới, đúng không? Quần, chân váy, quần sóc. Đúng không? Thì hãy mua áo nhiều lên thì khi mà bạn phối hợp đồ thì bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Chị Bảo Linh thì sao ạ? Anh Hiếu Anh thì đã nói về cái tính chất công việc là đồ công sở. Còn đối với những bạn mà yêu thích thời trang ấy, thì các bạn cũng có thể chọn cho mình đồ họa tiết này, đồ màu này hay là đồ hoa, có thể mix được với rất là nhiều những cái váy màu trơn hoặc là mix được với những cái họa tiết em thấy là ở trên là váy áo hoa chẳng hạn, hay là mix ở dưới với một chiếc chiếc chân váy kẻ. Với những cái họa tiết như thế thì tự nhiên cái bộ trang phục của mình trông nó lạ hơn, rồi là nó độc đáo hơn so với những cái bộ trơn màu đối với những bạn yêu thích thời trang. Câu quan trọng là đối với những người yêu thích thời trang. Tôi đi dạy một chục năm nay rồi và học sinh stylist nó sẽ khác hẳn với người bình thường. Mọi người không quen phối chấm bi với cả kẻ chẳng hạn nhé, bởi vì cái đấy là một cuộc chơi của người đã hiểu biết rồi. Bởi vì nếu mà không quen sử dụng thì dễ đi đến cái chiều ngược lại mất. Vâng, thế nên là chúng ta phải cải thiện cái gu thời trang của chúng ta thông qua rất là nhiều những tạp chí thời trang này, hay là lên hiện nay ở trên mạng có rất là nhiều fashionista và họ cũng đã dạy chúng ta cái cách mismatch làm sao để cho nó hài hòa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem một vài gợi ý phối đồ đến từ MC Bảo Linh. Xin chào mọi người, chắc chắn rằng trong tủ đồ của chúng ta ai cũng sẽ có ít nhất một hoặc vài chiếc sơ mi trắng. Vậy thì hãy cùng tham khảo 4 phong cách mà Linh hay dùng để phối với chiếc áo sơ mi trắng này nhé. Phong cách đầu tiên, áo sơ mi trắng thì Linh sẽ không sơ vin hết như bình thường, chỉ dắt phần trước của áo như thế này, phối cùng với quần jean dáng baggy, thêm cùng với một chiếc túi có cùng tông màu trắng và chiếc vòng cổ bàn to để thêm nét nhấn cho bộ trang phục này, phối cùng đôi giày cao gót mũi nhọn để ăn gian thêm chiều cao nữa. Vậy là xong rồi. Phong cách thứ hai thì Linh sẽ phối cùng một chiếc khăn cùng tông với chiếc chân váy mà Linh mặc để tạo một tổng thể hài hòa. Thêm một chút phụ kiện cho tóc bằng một chiếc bờm xinh xinh và một chiếc túi kiểu dáng thanh lịch, nhìn tổng thể rất là gọn gàng, nữ tính và không bị quá nổi bật cho môi trường công sở, phải không nào?
Và bộ đồ này thì mình cũng có thể đi ra ngoài, đi ăn hay là đi cà phê, nhìn cũng rất là trang nhã. Tiếp theo sẽ là phong cách thứ 3. Linh chọn một chiếc quần short có màu sắc rất là rực rỡ. Và để phối với bộ đồ này thì Linh sẽ cởi bớt cúc áo ở cổ để cho tổng thể nhìn thời trang trẻ trung và phóng khoáng hơn. Và phối cùng với một đôi giày màu hồng, một chiếc clutch cũng cùng màu và thêm một đôi khuyên tai to bản. Các bạn đã thấy đủ sôi động chưa nào? Tuy nhiên các bạn nên lưu ý, đối với những bộ đồ màu sắc để không bị lố thì các bạn nên chọn một màu chủ đạo trên bộ đồ của mình để lựa chọn màu cho phụ kiện đi kèm như giày hay là túi nhé. Với phong cách cuối cùng thì Linh sẽ chọn diện sơ mi trắng với một chiếc chân váy bò cách điệu, kết hợp phụ kiện là túi và giày cùng tông màu, tương phản và nổi bật hơn hẳn so với váy áo, đó là màu đỏ. Nhìn tổng thể thì cá tính cũng có, nữ tính cũng có, một chút màu sắc khiến bộ trang phục thật là nổi bật đúng không nào? Các bạn thấy bốn kiểu phối này như thế nào? Hãy thử ngay các gợi ý trên của Linh nhé! Tận dụng những món đồ đã có để làm mới hình ảnh của bản thân. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và an toàn nhé! Sau khi mà xem xong hình ảnh của chị Bảo Linh vừa rồi thì anh Hiếu Anh cảm thấy thế nào? Tôi nhận ra bài học của tôi luôn đúng, đấy là Linh rất là thông minh khi mà bạn không mua quá nhiều đồ mà bạn sẽ tập trung vào mua những thứ gì thật đắt để bạn mua thật ít. Bởi vì tôi cùng quan điểm với cả Linh là okay, mua một thứ gì giá trị hẳn ra, đúng không? Mình sử dụng nó cũng trân trọng và mình sẽ không dùng nó một năm, hai năm mà mình đã chán rồi, mình có thể dùng được lâu hơn. Khi mà mình phối hợp ấy, thì nó dễ và nó không bị lỗi mốt. Bạn thấy sự thay đổi nó rất là nhỏ. Bạn chỉ cần ví dụ một cái áo sơ mi bạn có thể mặc với rất là nhiều kiểu khác nhau, từ quần short cho đến quần dài, từ lịch thiệp cho đến dân chơi, đúng không ạ? Và cái giúp ra để tạo ra sự khác biệt ở đây chính là phụ kiện. Và quan điểm của tôi rất rõ ràng là phụ kiện đề nghị nằm riêng, không để trong cái tủ quần nhộng. Bởi vì nhờ có phụ kiện mà chúng ta mới có thể thay đổi được nhiều phong cách. Thì tôi thường là tập trung vào giày và túi với phụ nữ. Và những cái xinh xinh này thì thôi, chị em nào cũng đầy ra rồi. Bạn công nhận giữa giày cao và sneaker thì nó đã là tạo ra hai hình ảnh khác nhau rồi đúng không? Ví dụ bạn mặc đúng bộ công sở đấy nhưng mà bạn chỉ cần đi đôi sneaker thì bạn sẽ khác. Ví dụ bộ của Linh ngày hôm nay mà chỉ cần thay sang đôi giày thể thao thì trông bạn ấy hoàn toàn rất là xì tin trẻ trung. Còn đi giày cao một cách trông rất là lady ngay. Dạ vâng, còn chị Bảo Linh thì sao? Một người mà mình cũng có rất là nhiều trang phục khác nhau thì theo chị là với một tủ đồ con nhộng mình cứ dùng đi dùng lại những cái món cũ thì mình có cảm thấy nhàm chán không? Giống như là anh Hiếu Anh nói là nên là có trong tủ đồ có những cái phụ kiện như là túi hay là giày. Thế nên là mỗi một chiếc túi hay là mỗi một đôi giày mà bạn mix với những cái bộ trang phục cực kỳ trơn thôi, nhưng mà khi bạn xách một chiếc túi lên hay là xách đi một cái đôi giày trông nó độc đáo chẳng hạn thì nó sẽ tôn hẳn cái bộ trang phục lên. Sau khi Linh nói tự dưng tôi nghĩ thế này, tủ đồ con nhộng dành cho ai thì phù hợp, chúng ta hãy nói điều đấy thì hay hơn, đúng không? Từ học sinh chuyển thành sinh viên là một này, từ sinh viên để đi làm thì tủ đồ con nhộng cực kỳ phù hợp với các bạn, nhất là bắt đầu ra riêng sống một mình. Nếu bắt đầu tự lập thì rõ ràng lúc đấy việc chi tiêu các bạn không thể nào chi quá nhiều tiền hoặc mạnh tay vào quần áo mà bỏ mặc những thứ nhu cầu khác trong cuộc sống. Nếu mà bạn có nhu cầu đi theo cái xu hướng này thì bạn hãy trở thành một người tiêu dùng thông minh, vì những cái gợi ý từ phía trước chúng tôi đã nói rất là nhiều rồi. Dạ vâng ạ. Thì đúng là như em đã chia sẻ từ đầu á, là năm 2021 là năm rất là khó khăn với nhiều người. Và vì thế nên là em nghĩ rằng là cái xu hướng tủ đồ con nhộng sẽ phù hợp với rất rất nhiều người, vẫn đang nhiều người mong muốn có thể sở hữu được tủ đồ như vậy. Và cũng tò mò về cách mix and match thì nãy giờ chúng ta cũng chia sẻ khá là nhiều. Thì đến bây giờ là chúng ta sẽ chia sẻ về phong cách phù hợp với mỗi người đi. Bởi vì em nghĩ rằng là mỗi người thì sẽ có một style khác nhau, một thân hình khác nhau. Thì không biết là làm sao để cá nhân hóa được cái tủ đồ đó theo phong cách của cá nhân. Thì bây giờ mình sẽ đưa một lời khuyên dành cho quý vị khán giả. Lời khuyên duy nhất đối với tôi bây giờ là hãy thử nhiều vào. Cái quan trọng là tự mình đánh giá bản thân mình. Hãy nhìn vào gương và sẽ nhận xét là liệu cái người mình nhìn trong gương mặc bộ đồ này có đẹp hay không. Khi mà yêu thời trang, làm thời trang và sử dụng thời trang lâu năm, tôi nhận ra một điều là tôi sẽ không phí phạm vào mua những thứ linh tinh nữa. Và mỗi lần mua thứ gì tôi đều hỏi là tôi dùng nó như thế nào, tôi có thực sự cần nó không. Có một cái mẹo nữa là dành cho những ai thích cái lối sống gọi là tối giản, thích chọn nghĩa là tủ đồ con nhộng ít đồ thì đừng mua những thứ quá thời trang. Bởi vì mua quá thời trang nó sẽ gọi là hết mốt nhanh, thì hãy mua những cái sản phẩm basic mà bạn biết rồi đấy. Nếu bạn thích đồ hiệu thì bạn thấy không,
những cái đồ cao cấp họ cũng chỉ làm xoay xung quanh cái vỏ basic để người ta có thể dùng được liên tục, không bị lỗi mốt. Có vài năm quay trở lại vẫn mặc cái áo đó nhưng mà trông nó không hề bị lỗi mốt. Dạ vâng. Chị Linh. Có lời khuyên của mình thì các bạn nên xác định được là điều đầu tiên là cái tính chất công việc của bạn. Là bạn làm công sở hay bạn là sinh viên hay bạn là người yêu thích thời trang, và từ đó bạn sẽ biết được là cái phong cách của bạn nên mua là gì. Cái thứ hai là bạn nên lựa chọn ra những cái trang phục mà bạn thực sự yêu thích và thực sự hợp với bạn. Và cái thứ ba, cái cuối cùng là mình cũng đã nói từ trước, đó là bạn hãy xem thật nhiều tạp chí thời trang, hãy lên trên mạng để có thể xem được và tiếp thu học hỏi được rất là nhiều những cái style khác nhau, và từ đó bạn có thể định hình được cái phong cách của bạn. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn những chia sẻ đến từ hai vị khách mời ngày hôm nay rất nhiều. Và những phút cuối của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với Let's Go, nào cùng dịch chuyển.